Lời nói cũng có thể cứu sống một nhân mạng, nhưng lời nói cũng có thể giết chết một con người. Lời nói có thể kéo một người từ vực sâu tội tăm lên đến đỉnh vinh quang, và lời nói cũng có thể đạp một người từ đỉnh vinh quang xuống đáy của vực thẳm. Lời nói có thể dập một cái đám lửa đang chạy hừng hực, nhưng lời nói nó cũng có thể gây ra một đám cháy lớn nếu chúng ta không biết kiểm soát. Và hãy nói lời hy vọng là chủ đề ngày hôm nay. Có một người đàn ông ấy bị mù và mất khả năng lao động. Hàng ngày ấy, ông ấy phải làm cái công việc xin ăn, và ông ấy xin ăn ở cái quảng trường nơi mà có rất nhiều người qua lại. Ông ấy ngồi ở đó và có rất là nhiều người qua lại chỗ ông. Vì thế mà thay cho cứ mỗi người đến thì ông ấy phải nói một cái lời xin ăn ấy, thì ông ấy viết một cái tấm bảng đề một cái dòng chữ là: tôi bị mù và hãy bố thí giúp tôi. Và có rất nhiều, hàng ngày có rất là nhiều đi qua chỗ ông và nhìn vào tấm bảng, nhưng không một ai bố thí hay không một ai cho ông một đồng nào cả, hoặc cho ông bất kỳ một thứ gì cả. Và một cái ngày nọ, có một người phụ nữ mới đi qua chỗ người đàn ông ăn xin ấy. Thì chúng ta nghĩ rằng người phụ nữ sẽ cho người đàn ông nhiều thứ về vật chất, tiền bạc, nhưng mà cô ấy đã nhìn lên cái dòng chữ mang một cái ý nghĩa tiêu cực và phủ định. Cô ấy đã lật ngược cái tấm bảng ở mặt sau ấy và viết lại cái dòng chữ cũng cùng một nghĩa thôi: hôm nay là một cái ngày tươi đẹp, nhưng thật là tiếc bởi vì tôi không nhìn thấy cái gì cả. Cũng cùng một ý nghĩa, nhưng ngay sau khi viết lên cái dòng chữ đấy, và những cái người đi qua khi mà nhìn lên cái mặt sau của bảng có cái dòng chữ mới ấy, thì họ đã bố thí và cho người đàn ông này rất là nhiều thứ. Thậm chí những cái thứ mà người khác cho người đàn ông này đã thay đổi cuộc đời của ông ấy. Cho nên nhiều lúc cũng một lời nói thôi, nhưng những cái lời nói mang nghĩa phủ định và tiêu cực, nó sẽ là dẫn đến người nghe cảm thấy một cái cảm giác không thích thú, không hứng thú, và thậm chí họ cũng tiêu cực theo. Nhưng khi thay mới một dòng chữ cũng cùng nghĩa thôi, nhưng nó mang cái nghĩa khẳng định và một cái sự tích cực, thì nhìn đó, nó thay đổi hoàn toàn. Và trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Khi các bạn bước chân vào bệnh viện mà xem, đặc biệt là những cái khoa mà điều trị bệnh nhân ung thư, những cái người mà chấp nhận xạ trị đấy, ở những cái giai đoạn cuối cùng đấy, thì vào đấy chúng ta đừng muốn nói nhiều đến cái vật chất nữa, bởi vì lúc này tiền bạc cũng không thể cứu sống được họ, và thậm chí họ cũng không cần đến khi đến mà chúng ta bố thí hay cho họ nhiều tiền. Mà cái lúc này họ cần ấy là những lời nói đầy hy vọng, những lời nói mang những năng lượng tích cực để níu kẹo những cái hy vọng, những cái hy vọng cuối cùng của họ. Họ rất cần những điều đấy. Cho nên vào những cái khóa đấy, tại sao chúng ta lại nhìn thấy những cái nụ cười, những cái nụ cười một cách tự nhiên tươi rọi trên những khuôn mặt của họ? Bởi vì họ đã chịu quá nhiều những nỗi đau, những nỗi đau ai nhà cả thể xác và tâm hồn. Và khi chúng ta vào những cái nơi, hay chúng ta đến những cái nơi có những người bệnh nhân đang khao khát sự sống, hay những cái người bệnh nhân vào để điều trị những cái căn bệnh nặng, thì thay cho những cái lời nói tiêu cực, những cái lời nói kéo sập hy vọng của họ, thì hãy nói những cái điều tích cực, hãy nói những cái lời hy vọng để níu kéo sự sống. Và nhiều lúc những cái lời nói đó
có thể giúp họ vượt qua được những cái căn bệnh, giúp họ vượt qua được bệnh tật và kéo dài sự sống của họ. Và thực tế đã minh chứng rất nhiều rồi đó. Và kể cả khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp mà rơi vào những cái bế tắc, tuyệt vọng hay là thất bại, thì thay vì trù dập, vì phán xét, vì nói những cái lời cay nghiệt, thì chúng ta hãy cho họ những cái lời nói hy vọng, những cái lời nói tích cực, những cái lời nói tràn đầy năng lượng và cảm hứng, để kéo họ đứng lên. Và từ đó có thể chúng ta làm thay đổi cái cuộc đời của họ mà chúng ta không hay biết. Và trong cái cuộc sống ngày nay, nơi mà nó đầy dậy những cái khó khăn, đầy dậy những trở ngại, thách thức, và thậm chí là những cái thất bại trong cuộc sống, công việc và học tập, thì cần hơn hết những cái lời nói hy vọng, những cái lời nói tích cực và một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ. Và chúng ta đã cứu giúp được rất nhiều con người rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hãy dành cho nhau những cái lời yêu thương và những lời nói hy vọng. Cảm ơn tất cả các bạn.